Xin chào mừng quý khán thính giả đến với Mặt Trời Mới Channel và News Sun Channel. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho quý khán giả một cái bản tin về kinh tế. Đây là một cái vụ án về an ninh kinh tế mà trước đây tôi đã có một loạt bài series tôi nói đã đưa đến cho quý khán giả. Đó là cái vụ án mà Alibaba, là một cái vụ án rất là đình đám. Trước đây thì phiên tòa đã có đem ra xử tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng sau đó vì những cái hồ sơ chứng cứ cần phải bổ sung thì phiên tòa đã trả về để điều tra hồ sơ lại. Và sắp tới đây sẽ thành phố Hồ Chí Minh sẽ đem cái phiên tòa ra xét xử cái vụ án Alibaba này, là một cái vụ án rất là đình đám tại Long Thành. Mà trước đây tôi đã có một loạt series về cái vụ án này đưa đến quý khán giả, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ mang lại cái nguồn tin trên tờ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh về cái nguồn tin về an ninh kinh tế là Tòa án thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xét xử cái vụ án công ty Alibaba lừa đảo hơn 4.300 khách hàng. Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng. Cơ quan chức năng đã kê biên nhiều tài sản liên quan vụ án, trong đó có 652 thửa đất, tổng diện tích là hơn 400 hecta, có tổng giá trị theo kết quả định giá là hơn 1.536 tỷ đồng. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lên lịch ngày 8 tháng 12 này sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, gọi tắt là công ty Alibaba, đối với 23 bị can. Trong đó Nguyễn Thái Luyện là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành công ty Alibaba và 21 bị can bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự 2014. Theo điều 174 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017. Trong đó có hai bị can là Võ Thị Thanh Mai là vợ của tên Luyện này thì giữ 49,5% cổ phần công ty, và Nguyễn Thái Lực là em trai của Luyện thì bị truy tố thêm về tội rửa tiền và theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015. Có nghĩa là hai cái người vợ và cái người em trai thì bị truy tố thêm về cái tội rửa tiền. Nghĩa là có điều 174, điều 324 của Bộ luật hình sự. Điều 174 là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều 324 đó là hành vi rửa tiền. Riêng bị can Huỳnh Kim Thắng chỉ bị truy tố về tội rửa tiền. Như vậy ta thấy ở đây nó có 4 tội phạm, 4 bị can. Thứ nhất đó là Nguyễn Thái Luyện thì về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người vợ và người em trai thì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi rửa tiền, nghĩa là bị hai tội danh. Riêng về cái người mà bị can tên là Huỳnh thì bị can Huỳnh Kim Thắng thì chỉ bị truy tố về cái tội rửa tiền. Ở đây là xét qua về cái quy trình lừa đảo 5 bước nha các bạn. Theo cáo trạng thì lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao cho những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật. Các công ty sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp. Để có tiền mua đất thì công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập các cái dự án dân cư với những tên gọi rất sang chảnh, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng. Các bị can thực hiện quy trình 5 bước lừa đảo cụ thể như sau. Thứ nhất là Nguyễn Thái Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo các cá nhân là người thân, nhân viên thân tín thuộc công ty Alibaba đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Thuận. Bước 2 là những cá nhân đặt tên nhận chuyển nhượng đất như trên nêu lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do Luyện thành lập để các công ty này tự vẽ dự án không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô tách thửa trái theo quy định của Luyện. Bước thứ 3,
sau khi nhận ủy quyền các pháp nhân nêu trên với tư cách là chủ đầu tư các dự án không có thật trên đất nông nghiệp. Phân lô tách thửa từ 100m2 đến 400m2 rồi dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm. Bước 4, tên Nguyễn Thái Luyện này tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong các dự án tự vẽ với công ty Alibaba để công ty Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án, đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo luật kinh doanh bất động sản và đồng ý mua. Cuối cùng đó là bước 5, sau khi khách hàng đồng ý mua theo sự quảng cáo của công ty Alibaba thì Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng nêu tên trên ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về công ty Alibaba thì Luyện quản lý và sử dụng. Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như là cam kết mua lại với giá cao hơn là từ 30% sau 12 tháng hoặc là 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền, hoặc là thuê lại với giá 2% tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Đây là một cái sự ma mảnh. Với phương thức này thì hầu hết các khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do công ty Alibaba chào đón đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn và phụ lục hợp đồng kèm theo. Thực tế thì toàn bộ các dự án đều do công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên diện tích đặc biệt lớn là đất nông nghiệp chưa được phép phân lô tách thửa, không phải là đất thổ cư như công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn các cái phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư. Sau cái quy trình 5 bước thì tới phần thứ hai, đó là chuyển tiền lòng vòng để rửa tiền. Về hành vi rửa tiền của ba bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng, cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xác định Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng, trong đó có 2 tài khoản không sử dụng. Hai tài khoản thì một để nhận lương hàng tháng và một để nhận tiền từ Võ Thị Thanh Mai chuyển và rút đi tiền mặt giao lại cho Mai. Ngày 21 tháng 11, 2018, Võ Thị Thanh Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh là em trai của Luyện nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua đất nền tại công ty Alibaba. Ta thấy đây là hình ảnh công an đang làm việc với Nguyễn Thái Luyện. Sau đó theo sự chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên tại ngân hàng ACB. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm mua 2 căn nhà tại địa chỉ 96A, 96B, khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm. Sau khi cơ quan công an khởi tố thi hành lệnh bắt và khám xét ngày 18 tháng 9, 2019, ngày 19 tháng 9, 2019, Mai đã chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên tại ngân hàng ACB. Cùng ngày 19 tháng 9, 2019, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai. Các bị can Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có, nhưng vẫn thực hiện theo sự chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Số tiền 13 tỷ đồng nêu trên Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra chưa có thu hồi được. Phần 3 đó là kê biên hơn 400 hectare đất. Đây là hình ảnh ba anh em trai ruột của Luyện, đó là Luyện, Lực và Tỉnh.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát kết luận bằng các thủ đoạn nêu trên thì Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng, 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc công ty Alibaba với số tiền tổng cộng hơn 45 tỷ đồng, 23 ô tô, xe máy, các đối tượng sử dụng trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng. Một điều đáng chú ý là cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu mét vuông là tương đương là 400 hectare. Tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng. Ngoài số tài sản trên, quá trình thi hành lệnh bắt khám xét với các bị can, cơ quan cảnh sát điều tra còn thu giữ 113 cây CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can nhân viên công ty Alibaba sử dụng. Toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử thi hành án. Phải nói đây là một cái vụ án có số lượng bị hại, số lượng bút lục hồ sơ người liên quan lớn nhất từ trước đến nay. Hồ sơ với khoảng 500.000 bút lục, kinh khủng không các bạn? Gần 4.361 bị hại tham gia tố tụng, khoảng 200 người được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xét xử phải dành thời gian nghiên cứu hồ sơ trong 4 tháng và phải thành lập tổ giúp việc gồm 4 thẩm phán và 4 thư ký. Vụ án này hồi tháng 8 thì ta cũng biết Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dự kiến mở phiên xét xử, nhưng quá trình nghiên cứu hồ sơ còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên hội đồng xét xử đã trả hồ sơ về cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền nhằm bảo đảm quyền lợi cho các bị hại và làm rõ một số nội dung trong vụ án. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Minh Châu, đại diện Viện Kiểm sát đã có 3 kiểm sát viên là Lê Thị Đông, Phạm Văn Hiển và Châu Hoàng Sơn. Vụ án này có tổng cộng là 25 luật sư bào chữa cho các bị cáo, 2 người bảo vệ cho bị hại. Phiên xử dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 8 tháng 12 cho đến ngày 6 tháng 1, 2023. Phải nói là một cái phiên tòa có thể nó đình đám luôn, lớn nhất từ xưa tới giờ nha các bạn. Các bạn cứ nhìn cái vụ án của Thiền Am chỉ có 2.000 bút lục, ta đã thấy mệt, mà đây 500.000 bút lục. Và dự trù là xử trong phạm vi là một tháng trời, 28 ngày gần một tháng. Đây là những cái thông tin tôi báo cho các bạn. Trước đây chúng ta đã có một cái loạt series về cái vụ án này để cho các bạn nắm trước được tình hình, các bạn có thể xem lại nha. Và trên cái hồ cái đây là cái phần mà dự kiến tổng kết sơ lược là cái vấn đề này sẽ được đem ra xét xử vào ngày 8 tháng 12. Hôm nay đã là ngày 3 tây rồi, còn có 5 ngày nữa. Ở trong tiến trình mà cái vụ án này xét xử, tôi sẽ có những cái nội dung bình luận và thông tin đến cụ thể để chúng ta có thể xem xét. Đây là một cái vụ án bất động sản rất là kinh khủng. Xin cảm ơn và chào tạm biệt quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi kênh rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại trong các video clip sau nha. Xin chào tạm biệt.